Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi chiều hôm nay chúng mình sẽ vừa về được mấy đôi loa chép thì lên review luôn cho các bạn, bởi vì nó lần này về đẹp quá các bạn, xuất sắc luôn, như mới luôn. Đó, thì là hôm qua em về rồi, hôm nay mới bỏ ra để quay review cho các bạn nhé. Đây là loa chép 2408H-2 made in Mexico các bạn nha. Đấy, loa bãi thôi nhưng mà nó như mới tinh luôn các bạn. Đấy, như mới tinh luôn. Đây thì gọi là mới được rồi các bạn. Còn như bên trước bạn như này thì bạn các bạn. Đấy. Thì về những cái loa chép này đa số là nó ở trong thùng các bạn nhé, trong thùng loa thì nó ít khi nó bị bẩn. Đấy, nó rất sạch, rất đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Hình của con gái thì nó xuất phát thì chả chắc được các bác. Tại vì nó hàng bãi vận chuyển nữa. Đấy, em tiến về được 7 đôi thôi. Bác nào mà chưa có cái loa chép này thì là nên sở hữu một đôi các bác nhé. Hàng Mexico xịn các bác nhé. Đó, các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho Tiến MV các bác nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bác, không phải nghĩ ngợi gì, 10 cái đều như cả 10, như mới tình luôn. Hiếm có khó tình cái đồ chép đẹp này các bác. Tại vì những đồ này đa số thỉnh thoảng nó loa về các bác, loa họ về thì là nó có kèm theo hàng lẫn hàng đấy. Những cái đôi loa mà nó hỏng loa bát rồi, hỏng thùng nhất này, đấy, vỡ thùng của nhất mà họ tháo ra bán cho mình. Đấy, đó, cực kỳ xịn sò luôn các bác, made in Mexico. Thì hiện tại em về được 7 đô các bác. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ sớm với Tiến MV các bác nha. Giá em Tiến bán là 4.500.000 bao ship toàn quốc cho các bác. 4.500.000 bao ship toàn quốc cho các bác nha. Đó, hàng em Tiến bao zin bao ship cho các bác, sai trả lại vô tư thoải mái các bác nha. Duy nhất 7 đôi thôi các bác, duy nhất 7 đôi thôi, không có hơn nữa. Đấy, các bác muốn mua hơn cũng không có. Dành cho 7 bác nào mà nhanh tay điện cho Tiến MV thôi các bác. Tại vì đồ này nó ít á, có đợt đấy bác hỏi thì không có hàng. Đấy, có đợt thì nó có hàng, có đợt chả có hàng đâu các bác. Tại vì nó là hàng bãi mà, chứ không phải là hàng mới mà sẵn là không có. Đó, 7 đôi duy nhất các bác nhá. Nếu bác nào mua thì liên hệ sớm với Tiến MV. Đấy, không có nhiều đâu quá, có 7 đôi duy nhất luôn. Đấy, hay các bác mà thích chơi đẩy crowd của nhất thì liên hệ với Tiến MV. Đấy, hay là Lina Vay. Đó, còn ít chuyến tới nữa thì em về thêm những cái mã hàng 712, 715, 515 full shop, hàng bãi cũng có các bác nhá. Thì tầm độ chục ngày nửa tháng thì hàng mới về được các bác. Đấy, thì hôm qua họ mới gửi trước có một thùng có mấy cái đôi đuôi thôi, 7 đôi này thôi. Đấy, cũng không có nhiều đâu các bác. 4.500.000 em Tiến bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy, bây các bác mà đi mua nó chép tàu đã đôi triệu, triệu rưỡi 2 triệu rồi, nghe không ra một cái gì, nghe nó khô lắm mà nó rất lành chạch thôi. Còn ví dụ bác nghe chép Mỹ của nó, nghe tiếng nó tơi mà nó không ché, không mấy tai nha, nghe rất mịn luôn các bác. Viên chép phịn của nó thì các bác chẳng có lăn tăn gì cả. Đấy, bình thường những loại A-Ray này, A-Ray là nó cũng dùng này, 2408H-1 này. Đấy, những cái này là nó là Z, tức là nó là nhiều lời. Tức là mỗi một cái loại A-Ray này có 3 cái chép như này. Đấy, mỗi loại A-Ray có 3 cái chép như này. Đấy, tiếng nó cực kỳ hay luôn các bác. Tại vì JB thì nó là thương hiệu đẳng cấp rồi. Đấy, bác nào mà xem được video này mà liên hệ sớm được cái đôi cho chép đẹp này thì không còn gì để chê nữa các bác. Quá đẹp luôn, như mới tinh luôn, khẳng định là cái bây giờ chưa lô nào về đẹp như lô này các bác. Đấy, về bóc ra kiểm tra biết là đẹp vô cùng này, vàng óng ánh 7 màu. Đấy, cái lời trừ 2 này nó cao hơn trừ 1. Đấy, trừ 2 thì là cái lâm châm này nó không hút vào nhau này. Đấy, để không dính nhau. Còn trừ 1 á, nó cả H0 thì là để nhau nó dính luôn. Đấy,
Đó nha. Đấy. Còn côn như nhau, côn vẫn 37.9. 37.9 rồi là côn 38 rồi. Côn cái này và cái -1 và cái H nó như nhau không khác gì cả. Đấy, nhưng mà -2 đời cao hơn thì họ làm cải tiến lên là họ không cho lâm châm tính với nhau nữa. Nên để nhau này nó không tính nhau con này. Đấy, không tính nhau đâu. Các bạn nhá. Đấy. Đời cao thì họ sẽ cải tiến hơn một tí để cho tránh nhiễm từ khi mình để gần những thiết bị tivi ngày xưa để gần loa hay bị loang màu loang lổ ấy. Đấy. Bây giờ là họ cải tiến hơn là họ -2 thì họ sẽ không làm cái kiểu dạng nhiễm tính nữa. Họ phủ một cái lớp gì ở đây này. Đấy. Vừa chống han dỉ luôn các bác nhá, vừa chống han dỉ luôn. Đấy. Mà lại còn không tính. Đấy. Tránh được dạng nhiễm từ. Đấy. Duy nhất coi nha, duy nhất có 7 đôi thôi. Các bác nhanh tay điện cho Kiến TV. Đấy. Kiến TV ở thị trấn Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bạn. Vâng, các bác xem nhanh xem. Hết video thì nhớ cho em Kiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Kiến TV các bác nhá. Đó, thank you có rất nhiều đã xem hết video của Kiến TV.